Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình Tán Gẫu, chủ yếu là đề tài được mở rộng hơn. Quý vị có thể đề cập tới những đề tài khác nhau thay vì chúng ta tập trung vào thời sự trong tuần. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái ý kiến và những cái đề tài thật hay để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và trước khi đi vào cái chương trình Tán Gẫu ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong đưa thông báo của công ty Teletron tuần tới thứ Bảy và Chủ nhật ngày 17 và ngày 18 tây thì sẽ có một cái đại nhạc hội tại chi nhánh của Teletron tại thành phố Houston ở Texas và trên đại lộ Bel Air nằm sát chợ Tân Bình. Và đại nhạc hội này có sự tham dự rất đông đảo của anh chị em nghệ sĩ, đánh dấu ngày thành lập của Teletron ở tại Texas và ở tại Houston. Quý vị nào mà ở Houston và các vùng phụ cận có thể về tham dự cái chương trình đại nhạc hội này. Và trong đó thì diễn ra vào ngày 17 và ngày 18 tây, tức là thứ Bảy và Chủ nhật tuần tới. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 281-495-8999, 281-495-8999 để biết thêm chi tiết, hoặc vào trang web của Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com. Và bên cạnh đó thì Phong và Phượng Mai cũng sẽ có mặt ở tại Teletron vào ngày tuần tới, tức là ngày 17, ngày 18 tây, để gặp gỡ với các thân hữu bạn bè ở thành phố Houston. Hy vọng rằng các thân hữu của bạn bè của TNP Channel có thể có mặt ở Houston, hoặc là quý vị ở vùng phụ cận có thể về thành phố Houston để tham dự cái chương trình đại nhạc hội này, gặp gỡ, chụp hình lưu niệm cũng như hàn huyên tâm sự. Đó là một trong những cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đó. Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ có can thiệp vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang không? Không. Họ có quyền gây áp lực nhưng họ không được phép xen vào, và họ cũng không có thẩm quyền xen vào cái quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang. Đó là cái quy tắc của Hoa Kỳ. Họ có thể gây áp lực là áp lực họ lên phân lời, giảm phân lời. Họ có thể gây áp lực thôi, nhưng mà họ không được phép xen vào và họ không có thẩm quyền xen vào. Mặc dù rằng Tổng thống có thẩm quyền là bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, nhưng lại không có thẩm quyền xen vào công việc của Quỹ Dự trữ Liên bang nha. Rồi tiếp tục. Rồi chú Phong cho con hỏi, nếu bây giờ định cư tại Mỹ theo diện nào vậy chú? Có nhiều diện lắm con. Con có thể có tiền thì con đi EB-5, nhưng mà EB-5 thì tùy theo con đầu tư vào cái gì đã. Còn nếu mà con được bảo lãnh gia đình thì con chờ mười mấy năm. Còn nếu con đi kết hôn thì con chờ khoảng một năm. Hoặc là đó là những cái chương trình mà đi định cư tại Mỹ. Đó là những cái diện mà có. Tuy nhiên nếu mà đi theo diện bảo lãnh gia đình, cha mẹ, con cái gì đó, hay là vợ, anh chị em đó, thì con chờ từ mười mấy tới 20 năm lận nha. Ok. Thượng nghị sĩ hay dân biểu, hạ nghị sĩ được quyền mở công ty riêng khi đang trong nhiệm kỳ không? No. Trong lúc mà họ làm lãnh lương của chính quyền liên bang, bởi vì thượng nghị sĩ của liên bang và hạ nghị sĩ tức là dân biểu đó, thì họ lãnh lương của liên bang, do đó họ không được phép và làm chủ bất kỳ một công ty nào. Và trước khi nhận chức họ cũng phải sang tên lại hết cho tất cả người thân trong gia đình của họ. Nếu họ là dân cử ở cấp liên bang là họ không được làm này. Tuy nhiên trong gia đình của họ thì không, vợ hay chồng thì vẫn có quyền điều hành công ty, hay con cái vẫn có quyền điều hành công ty nha. Rồi tiếp tục. Nhân vật Đinh Thế Hinh mất tích đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Tôi cũng đang thắc mắc đó. Tại lúc Trần Đại Quang chết thì có tin là Đinh Thế Hinh cũng bị trục trặc về sức khỏe gì đó. Và tới giờ phút này không ai biết được cái Đinh Thế Hinh còn sống hay đã chết. Rồi bên cạnh Đinh Thế Hinh còn một số những nhân vật khác nữa. Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Bây giờ chúng ta cũng không biết ông ta chết hay sống như thế nào nữa. Những nhân vật này tự nhiên biến mất luôn thì chúng ta cũng không biết nha. Rồi tiếp tục. Ok. Con nghe bài phân tích của chú mà nghĩ sao Đảng Dân Chủ lại độc ác tới như vậy khi dùng chiến thuật gây hại cho đất nước để cầm quyền? Tôi đã nói quý vị là họ có thể bất chấp tất cả mọi thứ để giành lại quyền. Họ có thể làm những... Tại vì bên Đảng Cộng Hòa có những lằn ranh đỏ họ không vượt qua được. Nhưng mà Đảng Dân Chủ thì họ là thuộc dạng cấp tiến mà. Do đó họ bất chấp, miễn đạt được chiến thắng thôi.
đối với họ đạt được mục tiêu thì là tốt rồi. Còn bất kể có ai chết, có ai thiệt hại, kẻ cha họ. Đó là cái cách của đảng Dân Chủ từ xưa đến nay nha. Rồi. Tiền Việt Nam xuống giá quá anh 100.000, bây giờ lạm phát xuống còn 60.000 thôi. Bây giờ mới là 60.000, nó còn xuống còn thê thảm hơn nữa. Tôi nói quý vị là Việt Nam đối diện với một cái hậu quả của lạm phát và tiền bị mất giá. Tiền bị mất giá hoàn toàn. Và gần như là bây giờ cái giá trị đồng tiền của Việt Nam nó không còn nhiều nữa. Những cái giao dịch cần thiết thì người ta dùng thôi. Còn đa số dự trữ, người ta dự trữ vàng và đô la nhiều hơn nha. 4 tháng 9 Kamala Harris có debate với ông Trump trên Fox không? Chưa biết, ông Trump đưa ra ba cái cuộc debate. Trong đó có 4 tại tháng 9, 10 tại tháng 9 và một cái debate ở trên đài NBC. Nhưng mà bây giờ bên Kamala Harris chưa trả lời. Họ chỉ đồng ý ngày 10 tại tháng 9 ở trên ABC thôi. Còn bây giờ 4 tại tháng 9 và sau đó nữa thì không biết được họ có đồng ý hay không nha. Rồi tiếp tục, trước khi bầu cử liệu tổng thống có được đổi người liên danh với tổng thống Trump người do JD Vance là không hợp chính sách. Có quyền đổi nhưng mà thông thường thì không ai đổi cả. Khi họ đã chọn rồi thì không đổi nữa. Khi họ đã chọn, tại vì người đứng chung liên danh thôi, không phải là người được bầu chính thức. Người được bầu chính thức bởi cử tri thì hơi khó. Nhưng mà người đứng chung liên danh là do chính cái người ra ứng cử tổng thống chọn, cho nên vẫn có thể đổi người được. Có điều là thường thường thì không ai đổi người cả nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tại sao quỹ dự trữ liên bang lại do 13 ngân hàng tư nhân quản lý? Bởi vì đó là 13 ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ. Họ ngồi lại và tất cả tiền deposit của mọi người đều đi vô 13 ngân hàng này. Dù quý vị để những ngân hàng nhỏ thì cuối cùng nó cũng chạy vào quỹ dự trữ liên bang. Do đó quỹ dự trữ liên bang được lập ra bởi 13 ngân hàng lớn. Nó là một cái quỹ tư nhân. Nó không có liên quan tới chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ bổ nhiệm người điều hành. Thì ở Mỹ này tôi đã nói quý vị là đa số là đi theo nền tư bản. Do đó tất cả đều tư nhân hóa rất là nhiều nha. Ok. Có thể Âu Châu khôi phục lại thể chế quân chủ tại Nga và Trung Quốc. Tôi thì không nghĩ là đó là thể chế quân chủ. Nó vẫn là một thể chế độc tài toàn trị, chứ không phải quân chủ nha. Rồi. Con hiện đang làm về outsource, về comic cho công ty vẽ minh họa từ Nam Hàn. Nhưng không biết lĩnh vực đồ họa 2D và 3D như con họ có thể rút ra không? Ở Sài Gòn làm việc về lẫn Việt Nam bây giờ. Thật sự comic nó là một cái ngành vẽ tranh nào hoa, về tranh vẽ, tức là về cái truyện tranh. Thì thông thường 3D là hay là 2D, họ vẫn sử dụng những cái truyện tranh làm cái nguyên tố chính. Vấn đề ở chỗ là nội dung. Nội dung câu chuyện đó có thu hút được người ta hay không? Còn tất cả những cái hình ảnh mà được vẽ từ 3D á, nó bắt nguồn từ truyện tranh, tức là comic. Thì nếu con học về ngành này, con nên học và nghiên cứu về 3D. Nó có nhiều cái 3D software bây giờ miễn phí lắm, như là Real Engine hay là bên Death 3D hay là bên Blender. Thì những này là những cái nhu liệu nó cho con miễn phí. Thì con có thể nghiên cứu học thêm ở những cái nhu liệu này nha. Rồi tiếp tục. Phùng Quang Thanh đã chết rồi, làm nhà mồ lớn lắm đó. Tôi không biết là ông ta chết và cũng không thấy thông báo gì cả. Từ lúc mà ông ta bị cái vụ chết giả tới bây giờ, tức là 2014, 2015 gì đó, tới bây giờ tôi cũng không nghe tin tức gì của ông ta hết nha. Em đã nói chuyện khá nhiều với các em, các cháu thế hệ kế tiếp. Mình ở Mỹ, đa là thiên về đảng Dân Chủ và ghét ông Trump, trong khi lứa như anh mình thì ngược lại. Đơn giản thôi, tại vì tụi nó bị brand quá từ trong trường học. Tôi đã nói rất nhiều lần. Ở trong trường học, tụi nó bị cái đám giáo chức thiên tả, nó nhồi nhét vào trong đó từ lúc mà tiểu học, trung học cho tới đại học. Thì đương nhiên là tụi nó đứng về phía của đảng Dân Chủ. Nhưng đến lúc mà nó bắt đầu có vợ, có con, có tài sản rồi, thì lúc đó lại khác. Lúc đó lại khác nha. Ok. Chú Phong nghĩ sau vụ khai mạc Olympic ở Paris thì cộng đồng đồng tính có ngày càng bị ghét hơn không? Không cần tới cái ngày đó nữa. Không cần cái vụ của Olympic Paris nữa. Trước đây tôi rất có cảm tình với cộng đồng đồng tính. Có thể nói như vậy. Tôi có một đứa em nuôi, một đứa con nuôi.
đều là chuyển giới hết. Ok, đều là chuyển giới hết. Nhưng khổ một cái là những kẻ cực đoan trong giới đồng tính nó thúc đẩy cái sự tham lam đó, cho nên là làm cho mọi người mất cảm tình thôi. Làm cho mọi người nó mất cảm tình thôi. Nhưng mà cái Olympic Paris giống như giọt nước tràn ly. Giống như là giọt nước tràn ly, nó sẽ làm cho mọi người tránh xa giới này nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục à, với tình hình xảy ra nước Anh bắt tù người dân đăng thông tin trên Facebook. Không những như vậy, ngày hôm qua thì ông cảnh sát trưởng của London, ông tuyên bố luôn, không những là ở London, ở Anh, mà nếu mà kích động ở bên Mỹ, ông ta cũng sẽ truy tố và yêu cầu dẫn độ về Anh luôn đó. Thì tôi nói quý vị rồi, đảng cánh tả lên, nó áp dụng đúng cái playbook của Cộng sản mà. Ok. Rồi, tiếp tục. À, theo chú bây giờ đi xuất khẩu lao động Nhật có tốt không về chú? Đồng yen mất giá quá. Thật sự, con đi xuất khẩu lao động ra khỏi cái nước Cộng sản là tốt rồi. Vấn đề con đi được hay không? Vấn đề con đi được hay không thôi. Và con đi bằng cách nào? Còn bây giờ đi ra khỏi cái nước Cộng sản Việt Nam đã là tốt rồi. Bất kể con qua Campuchia hay Lào vẫn tốt hơn ở Việt Nam nha. Rồi tiếp tục. À, ông Trump sẽ thắng đảng Dân Chủ, dân Mỹ cần kinh tế. Thì tôi nói quý vị, kinh tế giải quyết rất nhiều việc. Tuy nhiên thì trong cái bài nói chuyện, trong cái chương trình đặc biệt ngày nay, tôi có cái cảnh báo trước là ông Trump thắng, nhưng đừng có ai hy vọng rằng năm 2025 sẽ khởi sắc. Sau đó thì có thể. Nhưng mà năm 2025 sẽ có nhiều biến động. Tại vì họ sẽ làm cho ông Trump lúng túng trong việc điều hành quốc gia nếu ông thắng. Trong đó bất kể là xảy ra chuyện gì, thì tôi đã có bài phân tích trên cái chương trình đặc biệt cuối tuần này. Quý vị vào trong đó coi nha. Anh Phong có thông tin gì các cuộc khảo sát tỷ lệ ủng hộ bà Harris đang tăng không anh Phong? Vấn đề ở chỗ, tôi đã phân tích cái điều này trong cái chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm qua. Tức là đám truyền thông nó bựa. Nó mở cuộc khảo sát, nó nói là bà tăng điểm, thậm chí còn cao hơn ông Trump. Nhưng mà hỏi đến vấn đề cử tri quan tâm nhất kỳ này là cái gì? Tất cả đều khẳng định kinh tế. Và hỏi rằng giữa bà Kamala Harris với ông Trump, nó tin tưởng, họ tin tưởng ai về kinh tế hơn? Hầu hết đều nói là ông Trump. Nhưng mà khi hỏi bỏ phiếu thì lại bỏ phiếu cho Kamala Harris. Thì quý vị, điều này có nghịch lý không? Tin ông Trump, cái coi trọng nhất là kinh tế, tin ông Trump về kinh tế hơn, mà lại đi bỏ phiếu cho Kamala Harris. Quý vị đã thấy là cái trò bựa của đám này rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À, liệu nước Anh có nội chiến thì tội nghiệp cho người dân? Tôi chả thấy tội nghiệp gì cả. Tới lúc mà họ phải chấn chỉnh lại kỷ cương của nước Anh, để cho cái đám di dân bất hợp pháp này nó không còn quậy nữa. Nó quậy tan nát nước Anh đó. Nó đã nhập cư bất hợp pháp rồi. Bây giờ nó lợi dụng Anh không trục xuất người di dân bất hợp pháp, nó quậy tan nát nước Anh luôn. Thì quý vị, khi mà xã hội đến sự băng hoại, đừng có nói tội nghiệp ai cả. Mỗi một người đều phải có trách nhiệm để chấn chỉnh. Đừng có nói là ô nước này loạn, nước kia loạn là tội nghiệp người dân. No, chính người dân nước đó phải chịu trách nhiệm đã. Còn họ không chịu trách nhiệm thì họ trả giá ráng chịu. Họ không có trách nhiệm với xã hội, họ không có trách nhiệm với gia đình. Họ bỏ mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Chính quyền nó muốn làm gì nó làm. Chính cái thái độ đó nó mới dẫn tới sự băng hoại đó. Đừng có nói là tội nghiệp người dân, do chính người dân đó chọn nha. Rồi tiếp tục. À, nếu ông Trump muốn Mỹ kiểm soát năng lượng làm cách gì khi các nước đều có năng lượng khai thác như là Nga và khối Ả Rập? Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Nga tương đương với Mỹ. Nga còn nhiều vùng đất chưa khai thác. Vấn đề ở chỗ, đủ lực để khai thác hay không? Mỹ đủ lực khai thác, nhưng mà cái đám môi trường nó cản trở. Còn Nga thì họ chỉ khai thác những khu vực cần thiết thôi. Còn đi ra ngoài những cái khu vực đó, xa một chút, ở khu vực Bắc Cực á, họ muốn khai thác không phải dễ. Vấn đề ở chỗ là trữ lượng năng lượng của Nga và của Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới luôn. Nhưng mà Nga mới khai thác được có 20% thôi. Tại vì khả năng của Nga có hạn. Còn ngược lại Hoa Kỳ thì họ có đủ phương tiện khai thác thì lại bị cái đám gọi là ủng hộ cho môi trường nó cản trở. Chính ra cái nguồn năng lượng của Hoa Kỳ là vô tận và của Nga. Có thể nói vậy, bởi vì bên cạnh những cái khoáng mỏ về năng lượng, họ còn có những cái kỹ thuật mới như là ở Hoa Kỳ ép dầu đá phiến. Ép đá phiến, lấy dầu từ đá phiến ra, cái đó là huge. Cái đó là cái nguồn năng lượng đó là tôi nói thật là nó khổng lồ luôn. Có điều là gì?
Có điều là đó, nếu mà Hoa Kỳ kiểm soát được thì tốt hơn. Ít nhất là không để cho người ta uy hiếp, và ít nhất là nó bảo đảm cái an toàn năng lượng của thế giới, còn hơn bây giờ chúng ta bị thiếu hụt nha. Rồi tiếp tục, đảng lao động Anh cực tả hơn mọi đảng cánh tả khác trên thế giới. Thì tôi đã nói quý vị, do người dân Anh 14 năm nay họ chọn đảng bảo thủ, có bị vậy không? Tại tại sao bây giờ chọn cánh tả một cái là nó lên nó quậy tưng bừng hết quý vị? Bởi vì đảng cánh tả luôn mềm dẻo với tội ác và luôn châm chước cho những tên tội phạm, cho nên nó quậy tưng bừng. Rồi bây giờ nó chụp mũ qua cánh hữu họ chỉ biểu tình thôi, và có một vài cái xung đột với cảnh sát có, nhưng mà họ không đập phá cướp phá giống như đám cánh tả. Cánh tả luôn lợi dụng các cuộc biểu tình đập phá cướp phá đốt phá, hai cái khác nhau nha. Rồi tiếp tục, ok, lướt qua một số những cái đọc rồi, ok. Cảm ơn chú, con đang ở bên Nhật, nghe chú nói như vậy chắc con không về Việt Nam nữa, tốt nhất là đừng về. Con đã thoát được rồi, tại sao con phải về? Con đã thoát được rồi, tại sao con về? Có điều là con ở lại nước Nhật hợp pháp hay không thôi. Vấn đề đó là vấn đề chính nha. Mấy vụ bị lừa ở Campuchia, người Việt qua đó bị hành hạ cũng có người bỏ mạng, nhưng do Trung Quốc có đặc khu Campuchia nên thật khó bắt họ, cuộc sống khó khăn nên họ dễ dụ qua đó lắm. Ít nhất bên đó họ bị lừa gạt, nhưng cuộc sống bên đó nó còn dễ thở hơn quý vị đang sống ở Việt Nam. Nói thẳng luôn, nó còn có nhiều cơ hội cho quý vị hơn. Trừ khi là cái nhóm mà nó bài Việt Nam đó, nó lên nó làm khó làm dễ quý vị thôi. Nhưng nhóm này bị Hun Sen trấn áp rồi. Trước đó Hun Sen trước khi rời khỏi ghế thủ tướng, ông ta trấn áp rồi. Nói thẳng một câu luôn, dân Việt ở Campuchia dù có khó khăn, nó vẫn tốt hơn dân Việt đang sống ở Việt Nam đó nha. Rồi tiếp tục, ok. Ok, ông Robert Kennedy nói rất chí lý, đúng là phá hoại nước Mỹ, đảng Dân Chủ hiện nay. Thì quý vị, ông lên tiếng rất là rõ ràng. Chưa có một cái tình trạng nào mà gọi là chính trị hóa và vũ khí hóa trong cái guồng máy liên bang nhiều như bây giờ. Họ sử dụng hết tất cả mọi thứ. Quý vị thấy cái vụ ám sát ông Trump hụt đó, quý vị đã thấy. Chính vì cái sự chính trị hóa và vũ khí hóa đó, họ đã không tăng cường an ninh theo nhiều lần yêu cầu của ông Trump. Và kể cả việc mà họ không thực hiện những cái tiến trình cần thiết cho vấn đề bảo vệ an ninh, họ bỏ mặc luôn sinh mạng của cái người mà họ cần bảo vệ, là do vấn đề chính trị hóa và vũ khí hóa đó. Ok, do đó quý vị, chúng ta cần là chấn chỉnh lại tất cả cái chính quyền liên bang nha. Rồi tiếp tục, ok, nếu Trung Quốc có căn cứ quân sự tại Lào thì Việt Nam có phải đã bị Trung Quốc bao vây toàn diện không, phải không? Họ đã có rồi, đâu phải chưa đâu. Họ đã có ở mặt ở Campuchia và ở Lào rồi, và đã bị bao vây rồi. Do đó bây giờ đó là tôi nói quý vị là Cộng sản Việt Nam không thể thoát được Trung Quốc là như vậy. Đánh chết nó cũng không bỏ Trung Quốc được nha. Rồi, anh Phong cho hỏi Wagner là lính đánh thuê của Nga, Blackwater và Costalus là lính đánh thuê của nước nào? Blackwater là của Việt, của Mỹ. Nhóm này là nhóm đã từng cứu Joe Biden năm 2009 ở tại Afghanistan. Blackwater là nhóm, họ là cựu chiến binh, trước đó là họ là cựu chiến binh. Và sau đó thì họ đứng ra lập một cái tổ chức là gọi là lính đánh thuê. Nhưng mà thật sự họ không có đi đánh thuê cho nước nào cả. Họ chỉ rescue thôi. Blackwater nó khác với Wagner. Wagner là ví dụ như một cái chế độ nào đó mướn họ tới để mà trừng trị những người phản loạn của họ, thì đó là Wagner. Còn Blackwater họ chỉ là những cái, nó là nói là lính đánh thuê, tức là mercenary, nhưng mà thật sự họ được thuê mướn để mà bảo vệ một nhân vật nào đó hay đi cứu một cái nhân vật nào đó. Thì có những lúc Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ không làm được thì họ treo ra một số giải thưởng. Rồi á, những cái tổ chức lính đánh thuê này đó, mercenary này đó, họ đi làm cái đó, ví dụ như là họ treo giải thưởng bắt một nhân vật nào đó thì nó bounty, hoặc là họ yêu cầu cứu một con tin nào đó mà chính phủ Hoa Kỳ không tiện ra tay, thì có thể thuê những, thì Blackwater là nắm trong cái vai trò này. Năm 2009 khi mà Joe Biden bay tới Afghanistan bị kẹt trên cái đồi, mà xung quanh cái đồi đó là Taliban,
thì chính Blackwater đã cứu mạng của Joe Biden nha. Rồi tiếp tục. Ok, Campuchia đào kênh Phù Nam thì lương thực Việt Nam cỡ bao nhiêu năm nữa khủng hoảng nặng. Vấn đề ở chỗ là kẻ cai trị nó có đủ bản lãnh để mà đối phó hay không. Bây giờ cái việc mà kênh đào Phù Nam của Campuchia đã quyết định đào rồi. Như vậy thì cái giải pháp nào để mà có thể giảm đi tình trạng đó? Cộng sản Việt Nam không có giải pháp. Trong khi đó tôi đã đưa giải pháp rất nhiều lần và cái giải pháp đó cũng không phải tôi đưa. Nó là một cái giải pháp cũ ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là phải tạo ra những cái dòng sông nhân tạo. Tức là tải nguồn nước từ Mekong qua những dòng sông nhân tạo và chặn đứng tất cả những cái ảnh hưởng môi trường. Đây là những cái giải pháp mình có thể làm được trên lãnh thổ của mình. Và ngăn chặn không để cho cái nguồn nước mặn nó xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề ở chỗ là cái chế độ cai trị nó không đủ khả năng làm chuyện này. Thì quý vị đừng hỏi tôi là bao nhiêu năm nữa bị khủng hoảng. Không cần bao nhiêu năm đâu. Đi thì 5, 7 năm, 3 năm nữa thôi. Tới 5 năm nữa thôi. Là bắt đầu cái phù sa của dòng sông Cửu Long sẽ chết dần. Nhưng mà cái chế độ cai trị đó bây giờ nó đem đất nó bán nó biến thành tiền. Thay vì đất đó mình dùng để mình có thể tạo ra những cái hồ nhân tạo. Thứ nhất là chứa cái nguồn nước ngọt dự trữ. Thứ hai là tải những cái nguồn nước nó tạo cái phù sa ở khu vực tốt hơn. Thì đám cai trị này nó không biết làm gì hết. Nó chỉ đem đất nó bán để biến thành tiền thôi nha. Rồi tiếp tục. Olympic Paris năm nay con không coi có gì vì nó băng hại quá. Nhưng lướt thấy thể thao Mỹ nhất là môn chạy đua các cô gái Mỹ xuất sắc. Cái gì đây? Ok. Thật sự chú nói á, là cái giải Olympic cái nguyên thủy nó là tốt. Nhưng mà mười mấy hai chục năm trở lại đây là nó trở thành một cái tổ chức thiên vị rất là nhiều. Nó có nhiều cái thiên vị về mặt chính trị, về mặt gọi là xã hội lắm. Cho nên từ mười mấy hai chục năm nay rồi chú không bao giờ coi giải Olympic cả. Chú không bao giờ coi giải Olympic cả tại vì chú thấy nó bị gọi là thiên vị chính trị. Đó con thấy không? Một mặt thì nó loại trừ Nga ra. Một mặt đó nó cho Đài Loan tham dự nhưng mà người ta đoạt giải đó thì nó không cho hát quốc ca, nó không cho theo cờ. What the hell is this? Thì quý vị tự nhìn thấy, tự hỏi, tự hiểu, ok? Trong khi 2022 mình kêu tẩy chay Bắc Kinh tại cái Olympic Bắc Kinh đó, thì nó không làm. Nó nói là ô chúng tôi không có chính trị. Còn bây giờ nó loại trừ Nga, nó trận Đài Loan luôn, nó nói không phải chính trị. Vậy thì cái đó là cái gì? Nó loại trừ tất cả cầu thủ của Nga ra, rồi nó không cho Đài Loan được treo cờ của mình. Vậy thì cái đó không phải chính trị là cái gì? Ok. Rồi tiếp tục. Cháu đang làm dệt may nhưng nhờ vụ biểu tình ở Nam Á có việc làm. Anh nghĩ liệu đầu tư có quay lại Việt Nam không? Không, họ qua Malaysia. Bây giờ có rất nhiều những hãng dệt may mở ở Indonesia và Malaysia. Chừng nào Việt Cộng chứng minh được tất cả bông vải sợi và nguyên liệu dệt may không xuất phát từ Trung Quốc thì quả chăng nó mới quay trở lại. Còn nếu không thì nó sẽ không quay trở lại. Bởi vì tất cả những cái mặt hàng dệt may đó nhập cảnh Hoa Kỳ đều bị tịch thu hết. Bởi vì bông vải sợi và nguyên liệu ngành dệt may đến từ Trung Quốc. Lý do tại sao người ta chuyển qua Bangladesh là tại vì ở Bangladesh họ nhập cảng bông vải sợi từ Pakistan. Từ Pakistan và một phần của Afghanistan. Chứ không có nhập từ Trung Quốc. Chính vì vậy mà nhiều hãng dệt may chạy qua bên đó. Bây giờ thì họ chạy qua Indonesia. Tại vì Indonesia cũng có một phần xuất cảng bông vải sợi. Do đó các công ty phải chuyển qua Indonesia. Thì những công ty nào mà chứng minh được bông vải sợi và nguyên liệu để ngành dệt may á không đến từ Trung Quốc thì có thể nhận được. Đáng tiếc ở Việt Nam 80% bông vải sợi và nguyên liệu dệt may đến từ Trung Quốc và đặc biệt đến ngay từ Tân Cương luôn. Cái chỗ bị cưỡng bức lao động nha. Rồi tiếp tục. Hình như Do Thái đổi cách đối phó với Hamas bằng cách tiêu diệt mấy tên đứng đầu Hamas. No, họ vẫn tìm cách tiêu diệt những tên đứng đầu trong thời gian lâu rồi. Có điều là khó phát hiện được. Thì khi nào có tin tức tình báo mà họ có được thì họ tiêu diệt ngay. Họ đâu có ngại đâu. Ok. Anh nghĩ sao Ukraine đang đánh vào lãnh thổ của Nga? Liệu có lấy được thêm vài tỉnh của Nga để trao đổi với bốn vùng chiếm đóng không? Bây giờ mới có xong qua biên giới thôi. Mới có kiểu là tấn công bất ngờ ở Kursk thôi.
liệu Ukraine có đủ binh lính để mà có thể tấn công và đánh chiếm được không? Tôi chưa biết, bây giờ chỉ mới có tấn công qua biên giới thôi. Còn chưa có được gọi là một cái trại đóng quân ở đây nữa, chứ đừng nói tới việc đánh chiếm. Bên tấn công qua xong rút về. Vấn đề ở chỗ Ukraine chừng chừng nào mà Ukraine có đủ nhân sự rồi mới tính đi. Bây giờ Ukraine thiếu nhân sự rất là nhiều nha. Rồi, tiếp tục. Ok. À. Ok. Ok, à, tụi nó dựa trên cái đó và nói theo nhưng kiểu mượn chữ và làm màu. Vấn đề không nói là không hiểu luôn là cái gì đây. Ok. À. Nếu Black Brother không giải cứu chú Bảy, no, đó là Black Water. Chữ water là chữ nước đó, ok. Thì chú ấy đi bán muối từ mấy năm trước rồi. Mỹ sẽ không lâm vào tình trạng này. No, đó là năm 2009. Lúc đó Joe Biden là phó tổng thống. Và ông ta viếng thăm Afghanistan và cái khu vực được xem là vừa mới có cái gọi là đẩy lùi được Taliban. Ông ta liều lĩnh tới đó thì bị kẹt trên cái đồi. Trực thăng không bay được. Thì cuối cùng Black Water đã xông vào cứu ông ta ra và lấy trực thăng rước ông ta ra nha. Rồi tiếp tục. À, những người trí thức bình thường bên đảng Dân Chủ vẫn còn chưa thức tỉnh mà ủng hộ bà Kamala. Có phải họ thấy đất nước đang ở phát triển, họ che mặt trời bởi đám truyền thông? No, đám trí thức này nó muốn đưa ra cái tư tưởng về xã hội, quản trị xã hội và nó thực hiện cái tư tưởng quản trị về xã hội theo kiểu của nó. Bất kể ai đứng ra làm chính quyền, miễn là đi theo cái tư tưởng đó thôi. Đó là cái đám trí thức nằm ở trong cái guồng máy của đại học và của trung học đó. Đám này gần như là nó đi theo cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, nó đòi hỏi công bằng công lý. Nhưng mà tôi đã nói quý vị, mấy ngàn năm nay từ khi mà con người bắt đầu có lại trên trái đất sẽ không có công bằng và công lý. Công lý chỉ là tương đối thôi, còn công bằng sẽ không bao giờ có. Đây chỉ là cái bánh vẽ thôi, nhưng mà đám trí thức này nó vẫn tin tưởng làm được điều đó, cho nên nó thúc đẩy mọi chuyện trên cái lý thuyết công bằng. Nhưng mà công bằng với ai? Công bằng với nhóm này có nghĩa là bất công với nhóm khác. Do đó quý vị, cái này là cái tư tưởng của đám khuynh tả thôi nha. Liệu ứng cử viên thứ ba có ra tranh cử công chúa vì còn 3 tháng nữa vẫn tranh cử, có điều là ông Robert Kennedy Jr. thì ông bị kẹt là bởi vì tên của ông chưa có đủ trên 50 lá phiếu, 50 phiếu 50 tiểu bang. Mà ngày hôm qua hôm kia bên New York còn chặn ông nữa. Đáng lý ông được 11 tiểu bang rồi. Nhưng ngày hôm qua hôm kia New York đang duyệt xét lại chuyện này. Thì còn 3 tháng nữa hy vọng tên ông có được trên 50 tiểu bang. Còn các ứng cử viên khác họ có tên là bởi vì họ có cái đảng lâu đời. Ổng là đảng nha vì dân. Còn Kanye West là thuộc cái đảng đảng gì tôi quên rồi. Thì những cái đảng đó nó có tên lâu đời rồi. Do đó thì nó không cần phải đòi hỏi phải có bao nhiêu chữ ký nữa. Còn ông Robert Kennedy Jr. thì ổng là ra một cái đảng độc lập riêng nữa. Thì nó đòi hỏi phải có đủ chữ ký ở một số tiểu bang thì nó mới có tên trên phiếu bầu nha. Rồi tiếp tục. Ok. À. Hình như Iran lo sợ mất chế độ hay sao mà cứ dùng vỏ bọc hoài, không hiểu họ không làm luôn đi. No, họ đang cân nhắc, họ muốn trả đũa. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là họ bị áp lực của khối Tây phương và Joe Biden. Và chưa chắc họ tấn công được. Tại vì khi mà họ tấn công thì cả Hoa Kỳ và đồng minh sẽ bảo vệ cái không phận của Do Thái. Họ không tấn công Iran nhưng họ có quyền bảo vệ không phận Do Thái, chưa chắc tấn công được mà còn khiến cho Do Thái trả đũa trả lại. Do đó họ cân nhắc chuyện này thôi chứ họ không phải là sợ đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok. Có phải những người bảo thủ dở về truyền thông Anh vì báo chí cánh hữu bây giờ quá ít đi, độ nổi tiếng không bằng phe cực tả? Nói thẳng luôn là bây giờ là khá rồi. Bây giờ là quý vị thế đếm trên tay cũng chứ ít nhất là có mười mấy cơ quan truyền thông cánh hữu đã bắt đầu xuất hiện rồi đó, đã bắt đầu có bài có tên với công chúng rồi đó. Còn nếu mà quý vị hỏi cách đây khoảng mười mấy 20 năm trước trở về trước đó là dân chúng thế giới không ai biết hết. Dân chúng thế giới không ai biết những cái cơ quan truyền thông cánh hữu của Hoa Kỳ là ai hết. Bây giờ là đỡ lắm rồi, nhờ mạng xã hội đó. Tại vì sao? Đám cánh tả nó khuynh loát hết. Ai mà có tư tưởng khuynh hữu là nó cô lập, nó tìm cách cho người đó bỏ nghề. Nó liên kết thành một cái băng đảng ở nhiều cơ quan truyền thông nha.
Rồi tiếp tục. Nga trên đàn suy yếu bởi cuộc chiến Ukraine, thế mà Tô Lâm quay xe xa tàu theo gót Nga là sao vậy anh? Sao biết được Nga suy yếu? Ai nói là Nga suy yếu? Mới có một cuộc tấn công vào Kursk thì vội vã cho là Nga suy yếu hả? Ai nhận định kiểu đó vậy? Trong khi bây giờ Putin đang tăng cường cái khả năng nguyên tử của ông ta đó. Và ông ta đã khai triển qua Belarus. Ai nói là Nga yếu? Ok. Rồi tiếp tục. Nếu đảng Dân Chủ mà thắng cuộc bầu cử năm nay thì chủ nghĩa nước Mỹ sẽ thành Âu Châu thứ hai không? No. Nó sẽ thành Venezuela. Chứ không phải Âu Châu. Âu Châu là còn đỡ đó. Đảng kỳ này mà Kamala Harris mà thắng cử là nước Mỹ trở thành Venezuela luôn. Bởi vì đám này nó không quan tâm tới vấn đề kinh tế. Nó chỉ quan tâm tới cái vấn đề gọi là môi trường. Và nó quan tâm tới cái vấn đề gọi là chuyên chế. Tức là nó sẽ ra luật, nó áp đặt con người. Đám này mà lên một cái thì tôi nói quý vị, nó trở thành xã hội chủ nghĩa ngay. Mà xã hội chủ nghĩa theo kiểu Venezuela chứ không phải là kiểu Âu Châu đâu nha. Rồi tiếp tục. Không hiểu sao mấy nước độc tài nguồn vũ khí dồi dào thật. Là bởi vì họ không dùng tiền đó để phát triển kinh tế. Họ dùng cái tiền thu vô để họ phát triển vũ khí. Mấy nước độc tài là như vậy. Do đó tại sao họ dồi dào? Là bởi vì họ đâu có dùng tiền đó để họ phát triển kinh tế giúp cho đời sống người dân tốt hơn. Mà họ dùng cái đó để họ tập trung vào cái lực lượng quân đội để bảo vệ cho chế độ. Do đó họ phải tăng cường cái ngân sách dành cho quốc phòng nhiều hơn nha. Hình như thế giới bắt buộc Do Thái phải chủ động thôi. Nếu Iran mà có nguyên tử thì coi như xong. Một mặt là Iran đang kiên nhẫn với sứ mệnh nguyên tử của họ. Tôi nghĩ rằng là cuộc chiến này trước sau bùng nổ. Tại vì Iran không còn bao lâu nữa họ sẽ có vũ khí nguyên tử. Đó là điều mà bây giờ họ đang đánh hỏa mù để mọi người tránh chú ý tới tình trạng phát triển nguyên tử của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ đang làm ráo riết đó quý vị nha. Trump có chính sách nào giảm tiền lời cho học sinh đại học không vậy anh? Giảm tiền lời là do quỹ dự trữ liên bang, không có liên quan gì tới ông Trump hết. Ok? Tại vì phân lời là do quỹ dự trữ liên bang quyết định. Mà quỹ dự trữ liên bang quyết định nó dựa trên cái nền kinh tế, nó dựa trên cái GDP và nó dựa trên lạm phát. Ông Trump không có quyền, ông Trump không có quyền hạn này. Ông Trump có thể hoạch định chính sách quốc gia và phân bố ngân sách. Nhưng mà ông Trump không có quyền can dự vào công việc chuyên môn của người ta. Tức là bên ngành tài chính là bên đó nó thuộc quyền của quỹ dự trữ liên bang nha. Rồi tiếp tục. Có phải Tô Lâm muốn theo kiểu Kim Jong Un tạo tư thế riêng Việt Nam ở Á Châu không? Chưa đủ tư cách. Tô Lâm chưa đủ tư cách làm chuyện này. Và trong cái hàng ngũ Cộng sản Việt Nam từ xưa tới nay chưa có kẻ nào đủ tư cách. Muốn có một tư thế tại Á Châu ít nhất phải sở hữu những vũ khí hạng nặng. Những vũ khí mà người ta không có. Tô Lâm lấy tư cách gì mà nói là tạo thế riêng cho Việt Nam ở Á Châu? Thế gì? Thế ăn mày hả? Thế ăn mày thì có. Còn Bắc Hàn nó nghèo thiệt, nhưng mà nó có vũ khí nguyên tử đó. Việt Nam có cái gì? Bây giờ ngay cả việc mà mua cái siêu lô của Nga mấy năm nay rồi, bây giờ còn không thấy mặt mũi đâu hết. Lấy tư thế gì? Tư thế đi ăn mày hả? Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok, anh nghĩ bến cảng Trung Quốc ở Bangladesh và món nợ chính phủ thủ tướng cũ có đòi được không? Tôi chưa biết, tùy theo cái món nợ đó có tính chất tham nhũng trong đó hay không. Nếu như nó có tính chất tham nhũng thì cái chính quyền mới của Bangladesh có quyền xù. Họ viện cớ là tại vì vay những món nợ đó là những tên mà ký kết vay đó được chia tiền, được là hối lộ thì khác. Còn nếu như mà những món nợ đó mà nó không có cái bằng chứng nào cho thấy tham nhũng thì vẫn phải trả nợ bất kỳ cái chính phủ nào lên nha. Rồi tiếp tục. Wow. Tại sao ông Bush 43 sau khi rời tổng thống đi ủng hộ cho Biden bà chú? Ông chưa hề ủng hộ ông Trump luôn. No, ông đâu có ủng hộ cho Biden đâu. Ông không hề ủng hộ cho Biden. Và ông cũng đâu có lên tiếng ông chống ông Trump đâu. Và bên đảng Cộng Hòa các đời tổng thống chưa bao giờ đi vận động cho ai cả. Bên các đời tổng thống đảng Cộng Hòa chưa bao giờ đi vận động cho người sau. Bên Dân Chủ thì có, bên Cộng Hòa không có.
nha, ở đâu ra còn nói là ổng ủng hộ Biden vậy? Câu nào, tin nào đưa ra, bản tin nào đưa ra nó là ủng hộ Biden và ổng vận động. Ok. Rồi tiếp tục. À, anh nghĩ họ tô lên bà con thở được hay không? Thì vẫn thở. Thở một cách thoi thóp thôi. Giống như bây giờ thôi. Hoặc là tệ hơn chút thôi, chứ chưa đến nỗi chết. Ok. Ok, à, đất nước có tam quyền phân lập nên không có chồng chéo lên nhau những câu đáng thương không hiểu, không có hiểu biết quá là sao đi, không hiểu luôn. Ok. Nhiệm kỳ đầu của Obama thất bại sao vẫn còn thắng nhiệm kỳ 2, có phải lúc đó Đảng Cộng hòa không có người thắng được? Thì tôi đã nói quý vị là thường thường tổng thống đương nhiệm thì thường thường họ dễ thắng nhiệm kỳ 2 lắm. Họ dễ thắng nhiệm kỳ 2 lắm. Thứ nhất, thứ hai nữa, Obama có cái system của ông ta. Và thứ ba nữa, lúc đó thì các Đảng Cộng hòa không có ngôi sao nào nổi bật hết. Cho nên thua. 2008 cho McCain thua. 2012 thì Mitt Romney thua. Mitt Romney đủ tư cách làm tổng thống không? Do đó, cái chuyện mà quý vị hỏi tại sao Obama thắng là như vậy đó. Ok. Rồi, cảm ơn Quốc gỗ đóng góp 50 bị kim. Cảm ơn rất là nhiều. Năm 64, Trung Cộng cũng chế xong nguyên tử, đem ra thử nhiều người dân chết. Sau đó giấu nhẹm chuyện này, người dân chết do việc thử nghiệm nguyên tử gây ra khỏi ông chú. Tôi đâu có biết. Cái này là tin tức từ đâu đưa ra, con lấy từ đâu đưa ra. Và nó được xác minh bởi ai? Chú thì không biết chuyện này. Chú làm tin 30 năm rồi, chú không biết chuyện này. Ở đâu con có tin này hay vậy? Và có phải tin giả của mấy thằng kia đưa ra không? Ok. Rồi, tiếp tục. À, wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Nếu Kamala Harris đắc cử, mình sống giống như Bắc Hàn, lúc đó người mới mà mọi người mới biết nên làm gì, bầu cho người làm nước Mỹ vĩ đại, mình sống an bình hơn. Không cần đâu, không cần đợi Kamala Harris. 4 năm nay mình đã chứng kiến rồi, bà ta là phó tổng thống đó, để đâu cần tới bà thắng thêm 4 năm nữa đâu. Bây giờ làm ơn dẹp con mẹ này qua một bên đi, tại vì con mẹ này lên là nước Mỹ banh xác đó các vị nha. Rồi, à, nhìn vào cơ sở hạ tầng giao thông thì Việt Nam cũng không bao giờ theo kịp Bắc Hàn, chứ đừng nói về uy tín, về quân sự. Thứ nhất, Cộng sản làm gì có hạ tầng cơ sở? Tất cả hạ tầng cơ sở bây giờ là của người Pháp và kể cả của Việt Nam Cộng Hòa để lại. Cộng sản có được cái gì? Tất cả hạ tầng cơ sở từ ống cống cho tới đường xá trong các thành phố, kể cả quốc lộ, là do người Pháp và Việt Nam Cộng Hòa để lại. Ngay cả ở thủ đô Hà Nội, hệ thống hạ tầng cơ sở của Hà Nội ngày xưa là người Pháp để lại thôi. Cộng sản xây được cái gì? Nói tôi nghe coi. Đừng có nói là nó xây dựng được cái hạ tầng cơ sở nào nha. Rồi tiếp tục. Thế giới có biến động là Mỹ phải giúp đỡ, trong khi đó các nước Âu Châu cũng giàu có, cái gì cũng để Mỹ chịu vậy anh? Vấn đề ở chỗ là Mỹ ở tư thế lãnh đạo. Mỹ ở tư thế lãnh đạo thế giới, cho nên á, một cái biến cố nào ở một cái hang cùng ngõ hẻm nào ở thế giới này, nó cũng lôi đầu tổng thống Mỹ vậy hết. Bất kỳ xảy ra một cái biến động nào trên thế giới, ở cái hang cùng ngõ hẻm nào của trên thế giới này, nó đều lôi đầu tổng thống Mỹ vậy hết. Chứ nó không hề lôi đầu ông Olaf Scholz của Đức hay là ông Macron của Pháp. Là bởi vì Mỹ là quốc gia lãnh đạo thế giới nha. Rồi tiếp tục. À, Trung Quốc có độc quyền mọi ngành xăng, điện, nước như ở Việt Nam không? Theo tôi biết thì họ thả ra cho một số tỉnh được tư nhân làm. Ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc là một nhiều công ty tư nhân cung cấp năng lượng. Ngay cả sản xuất về solar panel hay là quạt gió, kể cả cái đập thủy điện, thì cũng có một số những công ty tư nhân của Trung Quốc làm. Nói là công ty tư nhân là bề ngoài thôi, nhưng mà bề trong vẫn bị điều khiển bởi đảng viên Đảng Cộng sản. Còn ở Việt Nam nó chính thức là công ty quốc doanh của chế độ cai trị. Nó khác nhau chỗ này nha. Rồi tiếp tục. À, anh có nghĩ Obama luôn nhiếp chính sao đềm không anh Phong? Không. Câu trả lời tôi á là như vậy. Khi mà Joe Biden thắng cử năm 2020, có sự giúp đỡ rất nhiều của Obama. Nhưng khi mà bổ nhiệm nội các và các nhân viên làm trong tòa bạch ốc, thì Obama thỏa hiệp với những phe phái khác đó, thì bổ nhiệm họ vô. Những kẻ này mới là những kẻ nhiếp chính sao rèm, tức là nhân viên của tòa bạch ốc.
và một số nhân viên nội các, nó mới là những kẻ ngồi sau rèm, chứ không phải Obama. Và đám này là đám cực tả luôn, đám này nó còn sát xà bông cả Obama nữa nha. Rồi tiếp tục. Tổng thống Trump Mỹ năm nay thắng cử thế giới mới được yên đúng hồn vòng. Tôi chưa biết, nhưng mà tôi đã cảnh báo năm 2025, chưa chắc. Sau năm 2025 thì có thể. Nhưng mà ông Trump mà thắng cử năm 2024 và nhận chức 25 đó, thì nó sẽ quậy gấp 10 lần so với năm 2017 và 2020. Tức là nó làm cho xã hội hỗn loạn lên luôn. Nó sẽ quậy để gây lúng túng cho ông Trump. Thì cái điều này là tôi đã dự đoán trước trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay rồi nha. Ok. Sáng hôm nay thấy Mike Pence lên Newmark nói gì vậy anh Phong? Ông nói rằng ông sẽ không can dự vào cái ông step aside cho cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tức là ông không endorse ông Trump, nhưng mà ông cũng không xen vào cuộc bầu cử. Ông step aside, ông đứng qua một bên. Ok, ông nói ông có nhiều điểm bất đồng với ông Trump, đại khái như vậy. Vậy thôi nha. Ok. Nếu Trung Đông có chiến tranh, xe điện Trung Quốc bán chạy không anh Phong? No. Nếu chiến tranh Trung Đông thì xe điện Trung Quốc sẽ đi vào thùng rác hết. Tại năng lượng đâu sản xuất xe điện. Muốn có xe điện thì phải có năng lượng sản xuất. Phải có năng lượng sản xuất. Thì quý vị, chiến tranh Trung Đông nó làm cho giá cả năng lượng lên cao ngất trời, thì xe điện coi như bị giới hạn nhiều hơn. Đừng nghĩ xe điện chạy bằng điện chạy. Vậy thì cái hệ thống mà sản xuất xe điện đó, nó dùng năng lượng gì? Thì cũng năng lượng từ dầu hỏa, từ khí đốt, từ than đá, từ thủy điện, từ solar panel. Nó cũng phải dùng tất cả những năng lượng này để nó cung cấp cho những cái công xưởng sản xuất xe điện. So, nghĩ rằng Trung Quốc bán được hả? Ok. Ok, rồi tức là mỗi lần tôi tới 80 hay 100 thì Nga đi ngay, chiến tranh phải đưa Joe Biden ra tòa quán quân sự là không hiểu luôn. Ok. Ok, phiếu đại cử tri là sao anh, và có đổi ra phiếu phổ thông hay không? Không. Đại cử tri là những người đại diện cho từng cái khối phiếu của đảng phái. Còn cử tri đoàn là người đại diện cho khối phiếu của district, của cái địa hạt đó. Còn đại cử tri là đại diện cho khối phiếu cử tri của một đảng. Hai cái khác nhau. Ok. Rồi, Sài Gòn bây giờ kiếm vòng vòng xoanh biến thành bến thành không còn là sao, không hiểu luôn. Ok. Lúc có một số cái đọc rồi nha. Ok. Đảng Dân Chủ và chiến dịch Harris War là chủ nghĩa tam vô là sao, không hiểu. Chủ nghĩa tam vô là gì? Ok. Theo anh, ai là người bầu chủ tịch nước Việt Nam thì là Tô Lâm. Tô Lâm đá banh tự thổi còi luôn. Tại vì có ai dám bỏ phiếu ở trong cái guồng máy cai trị và những tin trong bộ chính trị đó, ai dám bỏ phiếu đi ngược lại với Tô Lâm? Do đó, cái đó nếu cô hỏi ai là người bầu cho chủ tịch nước hay là tổng bí thư đảng thì tôi nói Tô Lâm. Tô Lâm vừa đá banh vừa thổi còi đó nha. Tại sao xây dựng những đập nước cái ảnh hưởng thiên nhiên, ngoại trừ Trung Cộng ra vẫn còn nhiều nước đập nước khổng lồ được xây dựng mà người ta không tính tới hậu quả của nó gây ra về chúng? Thứ nhất là ngày xưa cái nhu cầu cần năng lượng, nó có những cái đập thủy điện. Ok. Nhưng mà cái cách control đập thủy điện này nó tránh được nhiều. Còn nếu không control, không kiểm soát được thì nó gây ra tác hại lớn. Nhưng mà ngày xưa thì người ta sử dụng tất cả mọi thứ để có nguồn năng lượng. Thì bây giờ có nhiều nước đã dẹp bỏ đập thủy điện, nhưng mà có nhiều nước vì không có tiền, họ vẫn phải sử dụng cái kỹ thuật của đập thủy điện để có nguồn năng lượng. Để có nguồn năng lượng để thắp sáng đèn trong nhà, để có được điện chạc, để có được điện sản xuất. Bây giờ không có điện, giữ nguồn nước làm gì? Ok. Rồi tiếp tục. Theo nhận định của tôi, khi kênh Đào Phù Nam tụi miên mà vận hành tới năm 27, 28, khủng hoảng lúa gạo Việt Nam sẽ xảy ra nạn đói bắt đầu từ năm Ất Dậu không? Thứ nhất là vấn đề ở chỗ là cái cách đối phó của cái đảng cầm quyền đã. Tôi không biết họ làm cách gì để đối phó đối với kênh Đào Phù Nam. Hay là bỏ mặc cho Cam Bốt muốn làm gì làm. Nếu nó bỏ mặc Cam Bốt muốn làm gì thì làm. Thì chắc chắn là trong đừng tới 27, 28, bắt đầu từ 25 trở đi
là Việt Nam rơi vào cơn khủng hoảng lương thực rồi. Ok. Còn nếu như nó có kế hoạch để mà hỗ trợ cho nông dân ở miền Nam thì nó khác. Vấn đề là đối với những kẻ cai trị bây giờ, đất là vàng. Cho nên nó không muốn dùng đất làm chuyện khác. Nó chỉ muốn dùng đất để nó bán ra, nó kiếm tiền thôi. Ok. Rồi. Rồi. Ok. Anh nghĩ gì nếu Tô Lâm lôi Nguyễn Xuân Phúc làm thịt để moi tiền Nam Cộng? Tôi cũng chưa biết. Có nhiều tin đồn ở trên mạng xã hội nói rằng là Nguyễn Xuân Phúc xuất cảnh bị cấm cửa, vân vân và vân vân. Thì đây là những tin đồn thôi. Nó chưa có cái gì chính thức cả. Và tôi cũng không có cái nguồn tin để xác nhận điều này. Mặc dù tôi có liên lạc một số người trong Việt Nam, mà cái nguồn tin mà tôi tin được thì họ nói họ không biết gì hết. Họ cũng không biết gì hết. Còn ba cái tin đồn mà do mấy thằng YouTuber ở bên Đức nó tung ra đó, quý vị tin thì tin. Mấy thằng này chuyên môn tung tin đồn để tại mấy thằng này là mấy thằng nói là YouTuber, nhưng thật ra quý vị nó là công cụ đấm đá của những thằng trong nước, những tên đảng viên trong nước. Thì mấy thằng này chuyên môn tung những cái tin đó ra để mà đám ở trong nước nó đấm đá nhau, nó thông qua mấy thằng này mà mấy thằng này ở bên Đức không à. Ok. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Anh Phong sao lại trả lời những cái câu hỏi ở Việt Nam như vậy? Là sao không hiểu luôn. Để hỏi họ ở trong nước. Thì tôi đã nói quý vị, ngày hôm nay là cái chương trình của Tán Gẫu, là cái chương trình mở rộng, có thể hỏi bất cứ đề tài nào. Tán Gẫu hay Vô Đề, nó là cái chương trình mở rộng. Còn trong ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu thì tất cả mọi người sẽ phải tập trung vào cái thời sự mỗi ngày. Chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật là hai cái ngày đề tài được mở rộng để quý vị có thể đặt những câu hỏi nó nằm ngoài cái chủ đề trong ngày, trong tuần nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Nên hỏi người trong nước chứ là sao không hiểu luôn. Ok. Tại sao người ở Việt Nam mà hỏi ở Mỹ? Bởi vì họ quan tâm tình hình bên Mỹ. Họ không có được cái đời sống giống như bên Mỹ. Họ quan tâm và họ có khát vọng, cho nên họ quan tâm tin tức bên Mỹ nhiều hơn. Đó quý vị thấy, bầu bán của Cộng sản ở trong cái bộ chính trị đó, dân Việt Nam có quan tâm không? Tại vì họ biết trước ai nắm ghế gì rồi. Còn bầu bán bên Mỹ tới giờ phút này không ai biết hết. Cho nên nó tạo được cái sự hứng thú của người dân hơn. Và người dân ở Việt Nam khao khát cầm được lá phiếu bầu giống như dân bên Mỹ. Nhưng không được. Dân bên Mỹ thì quyết định thay đổi chính phủ bằng lá phiếu bầu. Còn dân Việt Nam không có tư cách để mà đi bầu. Cộng sản nó tước hết cái quyền đó rồi. Quý vị có bầu Tô Lâm làm chủ tịch không? Đâu có đâu. Tôi đã không nói chức đảng đảng nha. Tổng bí thư đảng là đảng viên nó bầu với nhau thôi. Còn chức chủ tịch nước, ai bầu cho Tô Lâm? Dân có bầu đâu. Do anh dân Việt Nam không có quyền đi bầu nha. Chính vì vậy họ quan tâm bên Mỹ. Rồi tiếp tục. Sau 30 năm toàn cầu hóa, đám cánh tả đã đẩy Gen Y và Gen Z ỷ lại công nghệ của các công ty xuyên quốc gia. Gen Y thì không có, nhưng Gen Z thì có. Gen Z bây giờ sống nhờ vào tất cả cái nền kỹ thuật và sống ăn bám nhiều hơn. Nó làm cho Gen Z đã không còn khả năng sáng tạo nữa, mà sống ăn bám và bám vào tất cả mọi thứ. Sống trong gia đình thì bám cha mẹ, ra ngoài xã hội thì bám vào các công ty, rồi bám vào chính phủ, và nó không sáng tạo được cái mới. Đó là cái hậu quả của cái gọi là nền chính trị cánh tả nó đầu tư vào trong ngành giáo dục đó. Nó làm cho tất cả đám trẻ bây giờ gần như là không biết đường đi. Nha. Rồi. Đến bây giờ Kamala Harris vẫn chưa họp báo. Thì hôm rồi khi mà bà ta có cái rally thì phóng viên chặn hỏi được 2 phút. Bà ta nói rằng là cuối tháng này bà ta mới họp báo. Cuối tháng này bà ta mới họp báo. Có nghĩa là bà ta chờ qua khỏi cái đại hội đảng. Lúc đó đám đảng Dân Chủ mới soạn một cái nghị trình cho bà ta để điều hành bộ máy quốc gia. Tức là bà ta không đủ khả năng tự mình viết ra cái chính sách để điều hành bộ máy quốc gia, mà phải nhờ vào cái đám Dân Chủ nó soạn giùm bà ta. Trong khi đó ông Trump nộp cái bản đó lên cho phía đảng Cộng Hòa. Ông đưa ra 20 nghị trình là do ông soạn ra. Còn Kamala Harris trả lời ký giả, bây giờ trả lời cái gì? Lấy cái gì trả lời ký giả đây? Do đó nó phải đợi sau cái đại hội đảng của Dân Chủ, đám đảng Dân Chủ ngồi xuống soạn cho Kamala Harris cái nghị trình
rồi lúc đó mới có độ để trả lời, mới trả lời với lại ký giả báo chí chứ. Ok rồi, tiếp tục. Việt Nam ông nào lên cầm quyền cũng vậy thôi, không khác biệt gì hết, dân Việt Nam không có quan tâm đâu. Vấn đề là đánh, đừng đánh đồng người Việt Nam. Ở Việt Nam thằng cộng sản nào lên cầm quyền cũng giống nhau, phải nói là như vậy. Còn người Việt Nam khác, người Việt Nam có nhiều nhân tài lắm, họ cầm quyền khác chứ, nhưng mà vấn đề ở chỗ bây giờ họ không có cơ hội thôi. Còn nếu phải nói ở Việt Nam là thằng cộng sản nào lên cầm quyền cũng giống nhau thì đúng hơn nha. Ok, không có quyền lên án nói gì bầu cử, đó là thực tế. Rồi tiếp tục. Ok, nếu họp báo cũng toàn báo chí cánh tả đặt sẵn câu hỏi, sao phải sợ anh và phe của bả? Mà vấn đề ở chỗ là không lẽ đang báo chí chỉ hỏi những câu hỏi mà bả muốn, nó cũng phải đặt câu hỏi cho để nó về gây dựng cái uy thế của nó chứ, nó cũng phải đặt câu hỏi tới chính sách về kinh tế, chính sách về di dân, chính sách về đối ngoại, nó cũng phải hỏi chứ. Không lẽ nó suốt ngày nó cứ hỏi về phá thai với lại đồng tính hả, hay là môi trường hả, nó phải hỏi đều hết chứ. Là lúc đó hỏi mấy cái đó là sao trả lời, làm sao chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine, làm sao chấm dứt cuộc chiến của Do Thái và Hamas, làm sao đối phó với Trung Quốc, những câu hỏi đó làm sao trả lời đây. Ok rồi tiếp tục. Ok, đám cánh tả chỉ muốn mọi người suy nghĩ như đứa trẻ để họ dễ bề cai trị thôi, thì cuối cùng là gì, nó đẩy người dân sống dựa để nó cai trị, không khác gì cộng sản cả. Cộng sản đẩy tất cả dân chúng vào việc sống dựa để nó duy trì sự cai trị, thì đám dân chủ nó thấy được cộng sản cai trị mấy chục năm, gần cả trăm năm rồi, thì đó là một cái công thức tốt để nó làm. Có điều nó tinh vi hơn, tại vì ở những cái xứ này là những cái xứ chưa bao giờ là cộng sản, cho nên nó hơi khó hơn. Ở xứ cộng sản là bởi vì nó dùng súng đạn và nhà tù đàn áp để nó giành quyền cai trị, còn ở xứ này lá phiếu, cho nên nó tinh vi hơn, nó mượn danh nghĩa những cái điều tốt để nó siết chặt tất cả mọi quyền và nó thúc đẩy những cái luật để bảo vệ quyền cai trị của nó nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong nói đúng, người Việt Nam nhiều nhân tài lắm. Vấn đề ở chỗ là họ có tài, nhưng mà chỉ có thoát ra khỏi Việt Nam thì họ mới làm được thôi. Còn ngày nào trong Việt Nam thì họ không còn là nhân tài nữa, mà họ là nô lệ. Tại vì tất cả những cái gì họ làm, con ông cháu cha nó hưởng hết. Từ cái sản xuất cho tới cái gì con ông cháu cha nó hưởng hết. Mình làm nhưng nó hưởng. Do đó nhân tài Việt Nam chỉ có thoát ra khỏi Việt Nam thì mới khá nổi thôi nha. Cho con hỏi, Florida có phải tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát giống như Texas không chú? Có cách nào nhìn vô tiểu bang nhận biết được đỏ hay xanh? Nó có rồi, tiểu bang xưa nay, ngày xưa thì Florida là cái tiểu bang swing state, nhưng bây giờ thì tiểu bang Florida biến thành đỏ rồi. Thống đốc là đảng Cộng hòa, lưỡng viện quốc hội nằm trong tay đảng Cộng hòa, nó đỏ hết rồi. Thì cứ nhìn vào lưỡng viện của hội đồng lập pháp và bên cái ghế thống đốc ai cầm thì sẽ biết ngay là đảng nó đỏ hay xanh nha. Rồi chúc ok, ông Trump làm sao chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông chú? Đơn giản thôi, ông sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho Do Thái, ông sẽ liên kết với tất cả các quốc gia Ả Rập để vây Iran và cô lập Iran, và sẽ sử dụng tất cả những quốc gia đó cùng phối hợp với Hoa Kỳ triệt tiêu tất cả những mạng lưới dân quân khủng bố do Iran tạo ra, và ông sẽ đóng cửa luôn tất cả những cái xuất cảng của Iran. Ông sẽ đi tới những cái chính sách cứng rắn hơn để ông nhắm vào cái đầu rắn nha. Rồi tiếp tục. Ok, ngày xưa chiến tranh Việt Nam có hạm đội 7, bây giờ còn hạm đội 7, tức là đệ thất hạm đội là của Hoa Kỳ. Đệ thất hạm đội vẫn đang trú đóng ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Và cái nơi chính là Hawaii với lại Guam, là hai cái trụ sở chính của đệ thất hạm đội. Thì ở Trung Đông là đệ ngũ hạm đội, thì ở Thái Bình Dương là đệ thất hạm đội nha. Rồi tiếp tục. Điều kiện hay họ tổng động viên toàn dân ra chiến trường không? Nếu phải ôm súng ra chiến trường
cho bọn độc tài phi nghĩa thì con sẽ không đi, lúc đó bị tụi nó bắt bỏ tù vì trốn đính không, con muốn vượt biên thì con muốn thì con làm. Nhưng mà ở những chế độ độc tài thì nó sẽ có nhiều cái cách để nó áp bức người dân và xây dựng cái mạng lưới bảo vệ chế độ nha. Bữa em coi Biden và Trump tranh luận, em thấy biểu cảm Trump coi rất coi thường Biden, kiểu như không xứng đáng nói chuyện với ông Trump. Quý vị, thứ nhất là bởi vì ông Trump ổng tin tưởng vào cái khả năng tranh luận của ổng. Còn Joe Biden, một là phải cố gắng nhớ những cái gì mình nói, hai là Joe Biden bị lãng tai, không nghe rõ ông Trump nói, cho nên lúc nào cái cặp mắt cũng nhìn vào cái miệng của ông Trump để vừa nghe vừa đoán, để vừa nghe vừa đoán. Còn ông Trump ổng không khe, do đó mình thấy là cái thái độ ông Trump có vẻ như khinh thường Joe Biden, nhưng thật sự ông Trump ổng tự tin nha. Rồi tiếp tục. Wow, ok. Cảnh sát Việt Nam không cần nhân tài, chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được chia phần thôi, đúng không anh Phong? Nếu quý vị gọi là cảnh sát Cộng sản Việt Nam, thật sự quý vị, nó không cần gì hết, nó chỉ cần là có cái mác đảng viên là đủ. Nó được kim bài miễn tử. Và nó lọt vào trong cái guồng máy cai trị rồi thì nó phải lấy vốn về. Do đó thì quý vị, nó là cả một cái hệ thống. Hệ thống cai trị, hệ thống tham nhũng. Mỗi ban ngành đều có một cái hệ thống tham nhũng như riêng. Đó, quý vị thấy vừa rồi Cộng sản lôi cái vụ đăng kiểm ra không? Nguyên một cái hệ thống tham nhũng luôn. Nó không phải một cá nhân, nguyên một cái hệ thống. Thì các ban ngành khác cũng vậy, công an cũng vậy, bộ công thương cũng vậy, bộ kế hoạch đầu tư, bộ môi trường cũng vậy. Nó đều có cái hệ thống tham nhũng riêng hết. Hệ thống chứ không phải là một cái cá nhân đâu nha. Rồi tiếp tục. Trong lúc Trung Quốc tăng cường sản xuất thì chúng ta lại bị giới hạn bởi đám cánh tả. Bắc Kinh tăng cường sản xuất và bán hàng phá giá khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là các quốc gia nhập cảng, họ có để cho Trung Quốc thao túng hay không là một chuyện khác, họ sẽ đánh thuế lên. Và tại Mỹ này thì bây giờ đã tăng cường sản xuất nhưng chỉ tập trung vào ngành semiconductor, còn những ngành khác bỏ rơi hết. Tại vì Joe Biden đã siết chặt vấn đề năng lượng, nó làm cho nhiều công ty Hoa Kỳ không thể phát triển được và không thể thuê mướn thêm được. Do đó tôi nói với quý vị, không phải chỉ có tập trung sản xuất về semiconductor mà tất cả các ngành phải sản xuất tại Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục. Tôi là thường dân ở Arizona, hôm qua bà Kamala Harris ở Phoenix và tôi có theo dõi nhiều đài khác nhau và dân Arizona ủng hộ bà Kari nhiều lắm. Tôi đang lo. Nope. Cái hội trường đó có 3.500 chỗ à, mà nguyên ở khúc trên á nó dùng vải đen nó che lại hết, tại vì chỗ đó trống không có người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, quý vị phải nhìn trong cái cuộc rally đó, người ta tới dự rally vì bà Kamala Harris hay vì cái chương trình đại nhạc hội? Tại vì tôi không thấy biểu ngữ nhiều, biểu ngữ Harris vua nhiều, đa số người ta tới coi đại nhạc hội nhiều hơn. Trong khi đó một cái rally của ông Trump mười mấy 20.000 người là ít, còn cái này có 3.000 người. Cái hội trường đó tối đa chứa được 3.500 người, mà nguyên cái session ở trên lầu là bị màn đen che lại hết rồi. Cái cách thu hình của đám truyền thông nó làm cho quý vị có cảm giác đó, nhưng quý vị vào trang website của cái hội trường đó sẽ biết được con số tối đa nó chứa được bao nhiêu. Ok. Và thứ hai nữa là quý vị coi những cái người hiện diện ở trong đó đi, chỉ xung quanh sân khấu chỗ bà Kamala Harris á là có biểu ngữ, còn ngồi xa ở trên á hầu hết là không có biểu ngữ. Vậy thì họ tới đó làm cái gì? Họ không mặc áo đội nón mang tên Kamala Harris hay là Team World, họ tới đó dự đại nhạc hội chứ đâu phải tới vì Kamala Harris đâu. Nhưng mà giờ chót đại nhạc hội đâu hủy bỏ thì không lẽ bây giờ đi về à, thì sẵn ngồi đó luôn. Do đó quý vị đừng để cho tụi nó bịp bợm bằng cái ống kính nó thu gần vô. Trong khi đó quý vị thấy ông Trump mỗi lần rally gấp 10 lần nhưng mà cái đám cánh tả vẫn truy hô nha. Rồi tiếp tục. Wow.
Đài Loan bây giờ còn chính sách nhận người nước ngoài tình nguyện tham gia quân đội như năm ngoái không chú? Họ vẫn có những cái chính sách, nhưng mà vấn đề ở chỗ là quý vị phải được xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài đã. Quý vị không thể nói với cộng sản: ô, tôi muốn xuất cảnh để qua Đài Loan nhập ngũ. Thì ông cố nội thằng cộng sản nó cũng không cho quý vị cái giấy xuất cảnh nữa. Ủa, tại sao ông nhập ngũ ở nước này mà đi qua nước khác nhập ngũ? Trừ khi những người đang sống ở những nước đó họ tình nguyện thì có thể được Đài Loan chấm trước, chứ đâu có thể nào mà xuất cảnh từ Việt Nam với lý do là để qua Đài Loan nhập ngũ. Quý vị nghĩ thằng cộng sản nó cho quý vị cái giấy xuất cảnh không? Do đó quý vị và tòa đại sứ Đài Loan hay là tòa lãnh sự của Đài Loan họ cũng đâu có thể nào nhận cái kiểu này được, trừ khi những người đó đang có mặt trên lãnh thổ Đài Loan bởi một cái visa khác gì đó. Họ nói: ồ, tôi đến đây tôi làm việc, nhưng mà tình hình bây giờ tôi sẵn sàng nhập ngũ. Nếu trường hợp có chiến tranh thì Đài Loan nó ok, tôi ghi anh tên, tôi ghi tên anh vào danh sách là trừ bị, tức là lực lượng trừ bị, nếu cần thì chính phủ sẽ gọi, chứ đâu có phải là quý vị được gia nhập quân đội đâu. Họ ghi tên ở đó thôi, nếu có chiến tranh cần thì họ mới huy động, còn không có chiến tranh thì quý vị vẫn làm việc và đi về. Đừng nghĩ là qua Đài Loan nhập ngũ là được trở thành công dân Đài Loan. Ok rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình tán gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.